vâng xin kính chào quý anh chị nhà đầu tư chúng ta quay trở lại với kênh youtube của em tuần mới invest trong phiên dịch ngày 20 tháng 7 à, thì cũng khá à, lâu rồi thì Tuấn mới à, quay trở lại tuấn làm video thì cũng có một số à, cái công việc cá nhân cũng như là thị trường giai đoạn vừa qua nó cũng à, à, tương đối là vận động ở biên độ hẹp và khá là giống nhau đúng không ạ thì tuy nhiên là hôm nay thì à, khi mà tuấn làm lại video thì chắc chắn nó là những cái tín hiệu tích cực cho thị trường rồi đúng không ạ hôm nay thị trường của chúng ta tăng bao nhiêu điểm à? à hôm nay thị trường của chúng ta tăng khoảng tầm là 16 điểm và với cái thanh khoản và dòng tiền của ngày hôm nay nó đạt cái giá trị khoảng tầm là à, 14 000 tỷ ha. À, bên ngày 14 000 tỷ thì chúng ta xem xét kỹ hơn ở sàn HX là đã chiếm tới khoảng tầm là 13 000 tỷ này thì nó cũng cho thấy cái tín hiệu dòng tiền đã bắt đầu à trở về lại với à, chứng khoán cơ sở. Bởi vì sao mà bên phái sinh thì bà đã bắt đầu rút dần mà một lượng tương đối là lớn Uh, cái uh, số lượng hợp đồng các anh chị ha. Thì cái trong giai đoạn mà định điểm nhất trong cái thời điểm mà thị trường chúng ta ở đấy á, là nó đạt khoảng tầm là 350.000 uh, hợp đồng trong một phiên. Còn hiện tại trong bắt đầu trong cái cái tuần này và và những cái phiên vừa rồi nó bắt đầu chỉ rút lại được khoảng còn tầm uh, 200.000 thôi. Tức có nghĩa là nó đã mất gần như là một nửa rồi. Ha các anh chị ha thì đó cũng là một trong những cái tín hiệu tốt cho thấy là cái dòng tiền nào đã bắt đầu quay trở lại với lại là thị trường cơ sở và hôm nay các anh chị chúng ta cũng thấy là gì à? à cái thanh khoản thị trường ta đã tăng lên một cách là tương đối là đáng kể mặc dù hôm nay không phải là một phiên bùng nổ theo đà anh chị ha mà nhưng mà đây là gì à đây là một phiên là gọi là mồi cái dòng tiền của nhà đầu tư cá nhân những lực lực cầu tiềm năng vào thị trường trở lại sau một khoảng thời gian cũng tương đối là dài, thị trường chúng ta như nào ạ? ở trong cái trạng thái gọi là downtrend nếu như mà chúng ta kể ra một cái trend từ cái vùng đỉnh 1530 cái đoạn kết thúc ở hồi tháng tư, thì hôm nay phiên chính thức của viên của chúng ta trong ngày ngày hôm nay đã break được khỏi cái trend này, đúng không ạ? mặc dù rằng là cái áp lực bán của uh, phiên chiều nay là tương đối là rõ nét khi mà chúng ta về gần lại cái ngưỡng Uh, kháng cự là quanh vùng 1.200 cho tới vùng 1.220 Mà trước đó là uh, chúng ta đã có những cái phiên gì à? À, Có những cái phiên gọi là uh, mồi cái dòng tiền lên nhưng mà bị thất bại Các anh chị thấy ha, có những cái cái dịp mà thất bại khi mà tiếp tục có cái cái ý định động lực mà nó hồi lên Đúng không ạ Cho nên ngày hôm nay nó đã phản ứng lại với cái vùng khoảng tầm vùng 1200 200 nhưng mà theo em thấy thì những cái tín hiệu tích cực nó đã dần rõ nét lên rồi Và nếu như mà các anh chị chúng ta có xem cái video gần nhất của em á Thì em cũng đã bắt đầu cho các anh chị chúng ta đưa ra những cái cơ hội Cho các anh chị chúng ta tham gia những cái mã cổ phiếu đúng không ạ à, Từ sale cho tới CE này Đấy, thực sự là sale thì em có đôi chút uh, tiếc một núi một chút xíu Là bởi vì uh, mình có mua từ cái thời điểm là uh, Quanh quanh cái ngưỡng ở vùng 29, 29.5 đây này ấy nhưng mà khi nó rung lắc một xíu mà mình mình lại bị đánh mất hàng trong cái phiên giao dịch ngày hôm qua cho nên là cũng tương đối là đáng tiếc các anh chị nhưng mà hôm nay nó bùng nổ lên luôn thì đúng thật sự là ui rồi đau đau giả man ai cũng mất uh, mấy chục nghìn ha ai cũng gần cả trăm triệu chứ ít gì hu hu mất tám phần trăm luôn đó uh, thì nói chung là là do cái này là nó cũng thật sự đánh khá là <laughs> khá là khó chịu khi mà hôm qua đấy mọi người cũng thấy là phiên giao dịch ngày hôm qua là VNi của chúng ta rút chân trở lại rất là mạnh đúng không ạ đây hôm qua thị trường chúng ta cũng rút chân trở lại test lại cái đường MA10 một cái ở vùng 1170 Rồi sau đó rút chân mạnh đấy, thì hôm nay là lợi dụng cái gì à? À, cái phiên giao dịch bùng nổ theo đà của à, của Dow Jones ngày hôm qua cũng tăng 754 điểm đúng không ạ đó thế là Việt Nam của chúng ta hưng phấn và rút cuộc là cũng à, bay ngóc đầu lên luôn đấy thì thực sự là cũng hơi bị uh, tiếc một chút xíu ha uh, và ngoài ra thì uh, các anh chị đã thấy là một số những cổ phiếu mà Tuấn đề cập ở đây thì đều có mức một, một cái mức sinh lời khá là tốt trong cái giai đoạn vừa qua ha từ cái thể thi cái cái cái, cái uh, video cuối cùng mà Tuấn có nói với các anh chị chúng ta đúng không ạ từ đích này cho tới đất xanh cũng ok rồi hay, uh, hay như là HBC cũng vậy này đấy mọi người sẽ thấy HBC rồi HCM là còn càng kinh khủng nữa đấy ha. mọi người thấy ha rồi gì nữa à? à, IDC cũng tương tự vậy hôm nay IDC thì Tuấn cũng có báo với lại một, anh số anh chị trong room khách hàng là là bán với IDC ở quanh cái ngưỡng vùng sáu 5960 này là chốt cái một cái là ngay đỉnh luôn đó rồi hay như KBC nó cũng đã bắt đầu cho thấy là cái động lực tăng nó bị thiếu đi rồi à các anh chị ta thấy ha cái động lực tăng của nó cũng đã bị thiếu lên rồi à, dòng bất động sản hôm nay vẫn có một số mà cổ phiếu tăng trần khá là tốt đó SCR rồi HDC rồi có cả xe cũng tăng rất là mạnh À, dòng chứng khoán hôm nay thì có đôi chút cái sự mà chưa có được cái sự đồng thuận cho lắm. À, thì tối hôm nay Tuấn cũng có nói một số cái lý do này. lý do vì sao sáng nay em nói phiên này thiếu một chút cái yếu tố để trở thành thì một phiên bùng nổ à, theo đà hoàn chỉnh đấy. thì thứ nhất là dòng chứng nó kéo volume to nhưng lại không trần ở các mã cổ phiếu lớn. đây các anh chị chúng ta cũng cùng nhìn là các cái mã cổ phiếu nhóm dòng chứng khoán ha chỉ có một số nhưng mà cổ phiếu nhỏ nhỏ hoặc là với cái vốn hóa nhỏ thì dễ kéo trần như là BSI hay là FTS thì nó tăng trần thôi còn những thằng lớn như SSI hay là SHS này rồi hay như là VCI VND thì nó lại không được tăng trần mặc dù volume hôm nay cũng khá là to các anh chị chúng ta thấy ha và một điều lưu ý nữa đó chính là phiên ngày hôm qua thì tụi nó lại bán với lại cái khối lượng cũng tương đối là lớn nhưng mà không giảm nhiều thì tức là đây cũng là một cái lực đỡ ha các anh chị đây cũng là một cái lực đỡ rất là mạnh của của dòng uh, chứng khoán ha, à, thì chúng ta sẽ vẫn sẽ kỳ vọng một cái nhịp còn tăng nữa trong cái thời gian sắp tới đối với lại nhóm cổ phiếu này hoặc là nó sẽ có một um, phiên sao ạ à? à, có một cái phiên tăng rất là mạnh nhưng sau đó sẽ là một cái nhịp chỉnh tương đối là khá à, bởi vì sao bởi vì cái nhóm này nó cũng đã đi lên một khoảng cũng tương đối là lâu rồi ở à, một khoảng cũng tương đối là nhiều rồi thì cái quá trình mà nó rũ bỏ đi lên và nó rũ bỏ nó sẽ chắc chắn là càng lên cao nó sẽ càng như nào à, à rung lắc nó rất là mạnh anh chị nha. Ha. Rồi thì trong cái video này thì Tuấn cũng, cũng sẽ uh, xem xét là Tuấn sẽ đưa ra những cái cơ hội nào cho các anh chị chúng ta có thể là chúng ta mua được trong những cái thời gian sắp tới ha và cũng như là các anh chị chúng ta nếu mà chưa có hàng thì có cần phải nóng vội mua ở những cái phiên như ngày hôm nay hay là không hay là chúng ta sẽ đợi những cái điểm nào để mà chúng ta mua. Đúng không ạ? Rồi và chúng ta sẽ đi với phân tích cái thị trường chung trước thì hôm nay thì thị trường chúng ta đã chính thức vượt được cái ngưỡng thứ nhất là cái 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 ngưỡng mà cam go là ở vùng mà một tám mươi rồi thì khi mà thị trường chúng ta đã bước vào một cái nhịp tăng uh, ngắn ở trong cái nhịp mà như thế nào ạ à? À, cái đường em 5 năm bắt đầu nó đã cắt lên đường em 10 mười rồi và cái à cái 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 uh, thanh thanh ba nó đã bắt đầu vận động ở phía trên em 5 năm em và kể cả lại a hai mươi và chúng ta sẽ chờ thêm cái tín hiệu là khi đường em 5 nó cắt lên đường em 10 em uh, 20 nữa thì rất là tuyệt vời cho những cái giai đoạn mà có thể là uh, đây có thể nói là chân cái sóng vậy à? uh, chân cái sóng uh, tăng của à, uh, chúng ta trong khoảng thời gian là một tháng tới ha? ít nhất là một tháng tới các anh chị chúng ta sẽ thấy còn nếu như mà um, các anh chị chúng ta có theo dõi những cái video của em à, những cái video của em em có nói ở những cái gì à? những cái 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 cái, cái uh, phương pháp và cái kỹ thuật về nắm giữ cũng như là uh, điểm mua và điểm bán với lại cổ phiếu ấy. Đây, thì các anh chị chúng ta uh, có xem thì hãy nhớ xem lại một cách kỹ hơn còn nếu mà chưa xem thì uh, em cũng giải thích nhanh trong cái uh, video này thì đầu tiên thì cái nhịp mà chúng ta mua bán theo cái đường MA5 á, hoặc là MA10 và MA20 thì ví dụ như mà khi à, thị chúng ta bắt đầu nó vượt lên cái đường uh, MA5 MA5 nó cắt lên MA10 Đúng không ạ? Là tức có nghĩa là cái đường màu xanh này nó cắt lên cái đường MA10 này thì đó điều đó nó báo hiệu cho thấy là gì ạ? À? À, à, chúng ta sẽ giải ngân khi mà gì? Khi mà cái cây mà nó vượt lên được khoảng tầm là MA10 từ năm cắt lên MA10 thì ví dụ như chúng ta giải ngân ở vùng này đi, ở trong cái phiên này đi ha. Đó, thì chúng ta sẽ giữ tối thiểu là 5 phiên và tối đa là 10 phiên. Các anh chị chúng ta lưu ý ha, tối thiểu là 5 phiên và tối đa là 5 phiên có nghĩa là T1, T2, T3, T4, T5, đúng không? T5 mà nó vẫn còn chưa vi phạm gì khi hoặc là nó chưa có uh, đâm thủng xuống cái đường MA5 thì chúng ta tiếp tục chúng ta giữ. À còn nếu như mà tới T5 rồi, uh, tới T5 rồi. Dạ yeah, tới T5 rồi hoặc là T6, T7, T8, T9 rồi mà nó như là bắt đầu nó trong cái khoảng thời gian từ T5 cho tới T10 và đó rồi nó đâm thủng mất cái đường MA5 á thì đó là một trong những cái tín hiệu bán dành cho các anh chị nhà đầu tư đúng không? Nhưng mà sao mà vẫn còn có thể là nắm giữ tối đa được tới là là T10. Còn khi mà T10 nó là gãy mất cái thẳng luôn cả cái EM10 uh, thì chắc chắn các anh chị chúng ta sẽ phải bán quyết liệt luôn rồi, bán hết, bán sạch rồi, đúng không? ạ? Tại em chỉ lấy một cái ví dụ, ví dụ chẳng hạn như ở đây nè đây nha, ví dụ chẳng hạn như ở đây cái phiên này nó bắt đầu nó cắt lên EM5 nó cắt lên EM10 ha, ví dụ như là vậy. Đó rồi T1 này, T2, T3, T4, T5. Các anh chị chúng ta thấy khi mà t 5 một cái là bắt đầu ở nhà À MA5 bắt đầu nó cắt xuống MA10, được cái cái uh, thanh thanh ba nó cũng bắt đầu nó cắt xuống luôn như thế này nó nằm dưới cái đường MA5 như thế này là các anh chị chúng ta thấy là gì À bắt đầu đó chính là những cái tín hiệu bán hết trong cái phiên này rồi. Đó, mọi người sẽ thấy không? Rất là đơn giản đúng không ạ? Đấy thì chúng ta sẽ mua vì cái lý do gì? Thì chúng ta sẽ bán vì cái 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 cái, cái lý do đó. À, chúng ta mua vì lý do là à cái 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 giá của cổ phiếu nó vượt lên trên đường MA5 ma năm nó cắt lên ma 10 thì khi mà nó cắt xuống ngược trở lại thì đó chính là những cái điểm bán cho các anh chị nhà đầu tư được chưa? Rồi ha, đó là cái 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 phương pháp mà 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 ở khúc này thì Tuấn sẽ áp dụng cho cái uh, việc mà mua bán giao dịch cổ phiếu. Nó, Tuấn thấy nó nó khá là phù hợp đấy. Thì các anh chị chúng ta cũng có thể là dựa theo cái cái cái, cái uh, chỉ báo ma năm mặc dù biết là nó bị chậm ha. Bởi vì sao mà nó phải kết phiên thì nó mới hình thành nên những cái, cái 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 đường MA được nhưng mà sao? kết hợp với lại cái kiến thức mà các anh chị chúng ta học có thể là về vna hoặc là về à, nến, á, nến nến nhật á, thì các anh chị chúng ta sẽ tìm kiếm cho mình được những cái cơ hội cũng như là, 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 là à, nắm giữ được cho mình một số những cái gì à, lợi nhuận thôi ha rồi thì đầu tiên thì chúng ta sẽ đến dòng ngân hàng thì à, dòng ngân hàng ngày hôm nay nó cũng có sự à, thiếu hụt về cái thanh khoản một chút xíu bởi vì uh, thường là nếu mà xác nhận bùng nổ theo đài thì chắc chắn là không thể nào không góp mặt của nhóm ngân hàng rồi đúng không ạ à, nhưng mà hôm nay thì dòng ngân hàng chỉ có xanh nhẹ thôi hoặc là nó uh, rất là giặt dẹo ha chỉ có một số mã cổ phiếu nhỏ nhỏ thì nó tăng tương đối là tốt như như là k là b hay là những cái uh, con nhỏ nhỏ phía dưới á. À, còn những cái mã cổ phiếu lớn thì nó lại tăng không có đáng bao nhiêu cả à, nhưng mà trong đây thì chúng ta vẫn sẽ có cho mình những cái lựa chọn nó hợp lý về cái 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 uh, uh, sức khỏe cũng như là khả năng sinh lãi của cái nhóm này thì nếu mà các anh chị ta nhìn trong ngày hôm nay thì em thấy có BID là ok nhất, à, có BID là ok này, à, các anh chị ta có thể chú ý BID ha, BID nó đã có một cái nhịp rũ khá là mạnh, Đó. nó đã rũ rất là mạnh về ở những cái gãy luôn cả cái trend nhưng mà hiện tại nó đã vượt lên lại được cái trend tăng giá về, về, về dài hạn rồi, thì hiện tại các anh chị ta cũng có thể là ngắm ngắm nghĩa uh, đối với lại là BID được nhá, à, BID này ngắm nghĩa đi nó chuẩn bị nó vượt ra nó đang chuẩn bị đà để nó vượt ra đang tích lũy lại cái nền ở đây này mặc dù biết là là là, là em không có hảo thật sự là em không có hảo dòng ngân hàng nhưng mà nếu mà có cái cơ hội nào thì em vẫn sẽ uh, giới thiệu cho các anh chị chúng ta thôi nhá rồi chẳng hạn như CTG cũng vậy này CTG hiện tại nó cũng đang gì yeah, à, à có một cái gì cốc tay cầm ở đây đúng không cái cốc này tay cầm này khi mà nó vượt được hẳn 27.5 đó chính là cái điểm mua cho các anh chị chúng ta còn anh chị nào muốn mua sớm ở đây thì cũng ok bởi vì sao MA5 đã à, bắt đầu cắt lên cái giờ à? à, MA10 rồi đúng không và MA10 nó cũng đã bắt đầu dần cắt lên MA20 từ những cái giai đoạn trước đó rồi. thì uh, cái cái phi ngày thứ sáu vừa rồi là chính là cái điểm mua cho các anh chị chúng ta nhé. À, đúng không? ạ Phi ngày là thứ ba từ à, à từ ba hai sáu a phiên thứ năm phiên thứ năm vừa rồi là cái điểm mua cho các anh chị chúng ta. đấy thì các anh chị chúng ta cứ nắm thôi và chúng ta sẽ mua gia tăng thêm khi mà nó đánh break được khỏi là uh, ở vùng 27.5 đó là cái điểm cũng là một cái điểm pivot mua rất là đẹp cho các anh chị chúng ta các anh chị chúng ta lưu ý CTG ha rồi à, có liên việt cũng khá là ok nhé đấy liên việt cũng cũng có vẽ ra trước cho các anh chị chúng ta đây rồi đây đúng không ạ cũng nắm giữ này đấy khi mà nó vượt ngay cái điểm màu xanh ở đây cái đường màu xanh em 5 năm bắt đầu cắt lên ma 10 đúng không ạ trước đó là liên việt đã bắt đầu cho cái tín hiệu là năm cắt lên 10 và cắt luôn luôn cả cái gì em 20 rồi và bắt đầu ba cái đường này nó đã xuất hiện cái gì ạ à? hình hướng lên ha cái hình vòng cung hướng lên rồi đúng không ạ thì bắt đầu chúng ta sẽ giải ngân ở đây đó và chúng ta sẽ nắm giữ ít nhất là 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 là, là, là 10 t và nhiều hơn là là khoảng tầm là một tháng từ cái điểm mua này mặc dù nó có thể nó lên chậm nhé nhưng mà cái khả năng và xác suất sinh lãi của nó tuy là không cao nhưng mà chắc chắn nó sẽ lên Đấy, em khả khẳng định như vậy thì cái mục tiêu target ở cái đoạn này thì có thể là sẽ lên được khoảng tầm đâu đó khoảng tầm quanh 15 cho tới 15.5 các anh chị ha rồi sau đó nó có thể nó lình xình nó tích lũy lại ở đây một chút xíu rồi sau đó nó cũng sẽ lên tiếp thôi đấy thì tôi nghĩ là kịch bản là liên việt cũng khả năng tương đối là đẹp đó mb mb hiện tại cũng hôm nay cũng là một cái phiên test cung thì hy vọng rằng là ngày mai là uh, những cái tín hiệu tốt dành cho nhóm ngân hàng mặc dù là dòng ngân hàng là phải dùng rất là nhiều tiền để mà kéo Thật sự là cũng khá là khó cho cái thị trường ở thị trường hiện tại mà À, dòng tiền nó không có thật sự là quá là mạnh để mà có thể là kéo hết toàn bộ giống ngân hàng được đâu mọi người bởi vì dòng ngân hàng nó rất là nhiều hàng cho nên là không có thể nào mà nó kéo đồng loạt được nó phải chọn lọc để nó kéo hay những cái con nào nó có cái ví dụ như là room tín dụng hay là cái niêm nó, nó nó tốt ấy, thì tôi nghĩ là nó mới mới kéo mạnh ha rồi msb hôm nay cũng có kéo cuối phiên khá là mạnh nha ha. msb hôm nay cũng có kéo cuối phiên khá là mạnh đó thì cũng uh, qua cái điểm mua mất rồi. Cái điểm mua thì Tuấn cũng nói rồi đây nè, khi mà nó xuất hiện những cái đường MA5 nó cắt lên nè, đây chính là những cái điểm mua này. Đấy ha, đây chính là những cái điểm mua này và chỉ sau đó là chúng ta chỉ, chỉ nên nắm giữ thôi. Nha. Rồi, hay như SHB ở đây cũng rất đẹp. À, bữa Tuấn cũng nói là Tuấn có mua ở đây đúng không ạ? Tuấn cũng có mua ở đây và Tuấn cũng đã chốt khi mà hàng T3 về luôn. Đấy, bắt đầu thấy uh, thị trường có hơi biến biến chút xíu là Tuấn nhảy luôn và cũng nói chung là chốt lại thôi còn nếu mà ai muốn mua bây giờ thì nên đợi à, nhìn chung là nó bắt đầu nó đang cắt lên dần này đường em mai năm em mai mười rất là mua điểm mua rất là đẹp ở đây thì các anh chị ta vẫn có thể nắm giữ được không có vấn đề gì anh chị nào muốn mua thì cũng có thể canh mua từ vùng 14.5 cho tới vùng 15 đấy còn nếu mà mua ở đây thì các anh chị chúng ta cứ xác định là phải như nào à đếm sau cái phiên này đã có một hai ba bốn năm rồi bắt đầu là đếm tiếp ha ít nhất là có thể là tối đa là, là, là là nắm giữ được là 20 phiên nhá yeah. À, còn khi mà mua ở trên này thì, thì thì nắm giữ là tối thiểu là 10 phiên. Đấy. Rồi, uh, STB, STB thực thật sự hôm nay là tương đối là yếu, mặc dù hôm nay nếu mà nhìn cái thanh ba này thì chúng ta cũng có thể thấy là một cây gì à, à no supply. À, cây này là no supply các anh chị ha. Uh, thì chúng ta sẽ đợi thêm, nó cũng đang có một một cái gì à, à một cái 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 mẫu hình gọi là signal. À, một cái mẫu hình là, là siết nền ba cái đường em 5 em 10 và em 20 bắt đầu nó bó lại với nhau nó siết lại với nhau nó cũng cho thấy một cái tín hiệu đang dạ hấp thụ lại những cái lượng cung cũng như là những cái lượng nhà đầu tư chốt lãi ra đấy đó nhưng mà cần thêm thời gian thì tuấn nghĩ là mọi người cũng có thể để ý được stb trong cái giai đoạn phía sau các anh chị ha techcombank techcombank thì hơi yếu chút xíu do là trước đó có phiên dòng tiền nó mùa vào ở đây nhưng mà khi mà hàng T4 về là lập tức là bị xấu một cái là do thị trường chung này, nó gãy luôn ấy thì nó sẽ mất một khoảng thời gian tương đối là lâu nữa nói chung là nó là chậm ha rồi uh, gì nữa nhà liên việt rồi này HD ban HD ban cũng phía dưới này thì cũng chưa có ok ưu tiên những cái mã cổ phiếu nào nó nằm ở gần cận cái kháng cự trên ha mọi người ha ấy ban tv cũng giật cái đầu vậy nhưng mà sao ạ à? chưa nói chung là chưa lên được thì cũng khoảng tầm là khoảng tầm là 30 thôi nhá yeah. VIP, VIP thì đánh hơi lỏng cho nên Tuấn không chọn Vbank nó cũng yếu rồi giá thì trong nhóm này thì chủ yếu là có ctg Ok à, BID cũng ok ACB thì không ACB thì không ha Rồi Liên Việt cũng ok này MB cũng khá là ok OCB thì cũng tạm thôi đó rồi stB cũng được hoặc là... à, hết rồi à, rồi hết rồi nhé Ok rồi chúng ta sẽ qua đến tiếp dòng dầu khí thì hôm nay dòng dầu khí cũng có một số mà cổ phiếu nó tốt đặc biệt là biết rồi con này đúng thật là rất là mạnh Nó cũng đã có cái nhịp tạo đây ngắn ở đây Thì nó sẽ phục hồi Tôi nghĩ đâu đó nó sẽ phục hồi lại được về lại cái cái đáy mà trước đó nó thụt này khoảng tầm vùng 25.5 thôi Đó là các anh chị ta đừng có phô mô quá là nhiều ở cái cái nhịp này à, Chủ yếu là cái này là cái sóng hồi Đấy đây nó một nhịp giảm này Hồi này nhịp giảm thứ hai này Hồi này thế nào nó cũng sẽ còn một cái nhịp giảm thứ ba Ít nhất á, là nó sẽ về đây Thảo nào nó cũng sẽ về đây thôi Nên là các anh chị ta đừng có vội mà chúng ta mua vào nhé Ha, ai bắt được ở dưới đây lên đây ăn thì canh chốt thôi ha gas cũng tương tự như vậy gas cũng hồ lên được khoảng đây thì nếu như mà ok nhất thì nó cũng sẽ quanh được ngưỡng Ở vùng 106 lẻ 108 là cùng thôi các anh chị nha rồi có gì nữa nhà có oi oi cũng vậy oi thì cũng đang có một cái xu hướng tăng ngắn hạn nhẹ ha, có thể là đánh lướt tay cộng được ở quanh cái vùng nền ở vùng giá 12 thì tôi nghĩ nó cũng sẽ có thể là lên được nhích được khoảng tầm là 13 thế thôi lên tới đó thôi rồi Pao, Pao hôm nay cũng đã bị yếu dần lại chút xíu này. Ê, nhưng mà sao? À, thì chúng ta sẽ canh chốt tới cổng thôi. Bởi vì trên đây kẹt còn kẹp hàng một đống ở trên này mà, đúng không? Rất là nhiều nhà đầu tư họ kẹp hàng thì ăn ở những cái nhịp mà bắt được ở vùng 13 thì có thể lên được khoảng tầm 13.8 và 14 là canh mà suốt đi cho rồi. Nhá. Yeah. Rồi BVS này, BVS thì cũng khá là ok đấy. BVS thì Tuấn cũng thấy là sẽ có một cái nhịp mà nó phục hồi được ngắn hạn nhưng mà không không có quá là nhiều thôi có thể là nổ từ cái vùng 23.x này lên được khoảng tầm là vùng mươi uh, 26 hoặc là 25.5 thôi. Trên 25.5 thì canh cũng chốt là được rồi các anh chị ha. Đó. Rồi BVD cũng vậy, BVD cũng yếu ha mọi người ha, mặc dù biết là nó có thể nó phục hồi lại đấy, nhưng mà nó sẽ không nhiều. Tôi nghĩ nó cũng nếu mà phục hồi được khoảng tầm là 50% cái quảng đà rơi trước đó của cổ phiếu nó cũng là đã may mắn rồi, nó đã cũng là tốt lắm rồi. Đó. Rồi BVT cũng vậy này, BVT hôm nay là còn một cái volume đỡ cũng tương đối là nhiều. Mặc dù hôm nay là cái thanh đến nó xấu ha, nhưng mà cái lực cung nó gì à? à, bán ra đã được hấp thụ này. Thì Tuấn thấy là nó cũng đã đánh break được khỏi cái gì? À cái trend giảm ngắn hạn ở đây. Thì khả năng cao thì Tuấn nghĩ là nó vẫn sẽ có một cái nhịp nó buông lên khoảng tầm là vùng 21.5. Ha, à, có thể nó sẽ buông lên các anh chị chúng ta có thể chú ý được là BVT có thể giải ngân quanh cái ngưỡng vùng giá 19.5 cho tới vùng giá 20. Các anh chị nhé rồi ok à, chúng ta qua tiếp đến dòng uh, bất động sản thì bất động sản thì có sale này nó rồi ha quá là đáng tiếc ấy thì tôi cũng hy vọng là đâu đó có thể là tiếp tục hướng lên ở vùng quanh 36 sáu à, thì nó chu chuẩn bị cũng họp ý kiến cổ đông chắc chia một một các thứ ấy, nên là nó kéo như đích này sắp tới nó cũng chia một một này ấy thì phiên ngày hôm thứ hai vừa rồi nó lại bị bán lớn quá cho nên nó gây ảnh hưởng tiêu cực một chút xíu cũng như là nó làm mình bị ảnh hưởng bởi các ngoài cổ phiếu khác nữa Tại như xe hay là đất xanh của trong phiên nghiệm đó nó cũng bị ảnh hưởng Ví dụ như vậy ha, Cho nên là lúc mà hồi lên được như thế này Thì thôi Tuấn cũng bó tay đối với lại là, là đích Mặc dù nó rất là mạnh đấy, thật sự nó rất là mạnh ha Thì các anh chị chúng ta cũng thể lựa chọn được ở đây Để mà săn những cái điểm mà tiếp tục nó phục hồi đó nhà ít nhất cái target nó cũng hay đạt được khoảng tầm là 48 tới 50 nha rồi xe thì cũng lên được khoảng tầm là 36 35 37 cũng ok nhá Uh, tiếp theo này có đất xanh đất xanh thì nó hơi yếu chút xíu thật sự đất xanh ở vùng này thì đúng là không được như kỳ vọng của tuấn thì tuấn bán nó cũng uh, xem xem thôi 21.5 21.6 thì tuấn bán thôi cũng không có lãi bao nhiêu cả đấy. rồi hà đô uh, hdc hdco ha thì uh, hôm nay tăng trần cũng rất là mạnh đấy nhìn chung cái 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 cái, cái nhịp mà nó đã vào cái sóng ngắn này nó đã vào cái sóng ngắn này nhá yeah. nó cũng đã bứt đương một cái 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 nhịp giảm này đấy thì khi mà nó bước được cái nhịp này thì đây chính là những cái điểm mua rất là đẹp cho các anh chị chúng ta ở à, những cái điểm mua lý tưởng cho các anh chị chúng ta ha thì từ đó các anh chị chúng ta cứ nắm giữ cứ giúp em thôi ấy à, nó đã một hai ba bốn năm sáu sáu phiên rồi thì sẽ còn bao nhiêu phiên nữa à, ít nhất là bốn phiên nữa các anh chị chúng ta vẫn có thể nắm giữ được nhé hà đô hà đô thì hơi đánh hơi lỏng nên là thôi Ờ à, long điền long điền hiện tại cũng đã bật từ cái vùng nền lên rồi Đấy, liên tục test cung nghĩa là ở vùng này nó siết lại cái nào nó bật lên ngày hôm nay luôn thì lên có lại canh chốt thôi nhé rồi SR cũng rất là mạnh cũng tạo ra một cái nền trên ở đây nền ngắn thôi Đấy, nên là khả năng cao nó không đi lượt xa ấy thì các anh chị chúng ta phải canh nó nó sẽ có một cái gáp ở vùng giá 12 ở đây này thì có thể nó sẽ lên được khoảng tầm 12 cho tới 12.3 các anh chị nhé rồi, à, dòng phân bón hôm nay cũng có cái sự lan tỏa chút xíu hoặc là và cả cả là dòng hóa chất ha. Những cái cổ phiếu hóa chất là nó cũng đạt được những cái lợi nhuận kỷ lục rất là nhiều. À, nhưng mà nó cũng đã bắt đầu thoái chào cả rồi. Như CSV này thì cũng thua này. À, không không nào phân tích được ở khúc này đâu mọi người. DGC cũng tương tự như vậy ha. Đây, cái đà rơi cái quảng lớn như thế này thì thôi. Các anh chị chúng ta nên canh những cái nhịp hồ này thì nên ra hàng. nhá yeah. DBM cũng tương tự như vậy. Phục hồi là nên canh ra hàng. Ê thôi. cho à, chứ đừng có kỳ vọng quá là nhiều, Lên được khoảng tầm 50, 52 là quá là mừng rồi. nhá. Rồi hay DCM cũng tương tự như vậy. DCM nó còn yếu hơn nữa. À, nên là đừng có kỳ vọng quá là nhiều vào những cái mã cổ phiếu này mọi người nhé. ha. Rồi tiếp theo dòng chứng khoán thì uh, Tuấn vẫn có view sáng nay là dòng chứng khoán này thì chúng ta vẫn có thể là lấy được PCI, uh, FTS ha. Đó, và hôm nay mình cũng có để ý tới SPS cũng vậy đó, SPS thì mình thấy nó cũng ban bắt đầu nó tích lũy lại được ở phần thân trên này này đó, mình bắt đầu mình lấy vị thế ở đây cũng được nếu mà mua chậm các anh chị nhé mua quanh 9.5 cho tới 9.7 cũng ok đó, FTS thì hôm nay nó đã vượt với cái volume nó cũng thật sự là rất là đỉnh đấy à, volume này cũng rất là đỉnh đấy à, lâu lắm rồi mới thấy một cái volume là 2,8 triệu à, thì nó cũng đã hấp thụ hết và tăng trần như này thì nó cũng rất là mạnh mẽ các anh chị chúng ta có thể chú ý được đối với lại là FTS nhé Mô hình là gì? À vai đầu vai lên luôn á Nhá Hôm nay volume rất là uy tín rồi Rồi CTS cũng vậy CTS hôm nay cũng rất là đẹp Nói chung hôm nay cũng, Nói chung con nào tăng trần Hôm nay là rất là đẹp ha. Nhưng mà với những cái xu hướng tăng như thế này, này Thì chúng ta sẽ chỉ đánh là tới Những cái vùng kháng cự là cái vùng Đẩy trước của cổ phiếu Nó bị thủng Thì các anh chị chúng ta canh chúng ta ra thôi Nhá Đừng có nên kỳ vọng quá là nhiều Ok Rồi AGR thì cũng chưa BMS cũng chưa ấy. TTS HCM hôm nay cứ tưởng là HCM hôm nay sẽ đánh trần nhưng mà đúng thật sự là nó cũng rất là kinh khủng đấy từ từ cái nhịp ở vùng 17 18 hiện tại nó ra lên được khoảng tầm là gần 50 rồi ha rất là mạnh ha các anh chị ha Ồ, ai mà bắt được ở những cái cây này mà lên tới tận đây mà còn nắm giữ thì đúng là vẫn gọi là phải nói là đẳng cấp luôn á thật sự rất là đẳng cấp không ai nghĩ nó sẽ đánh theo cái hình chữ V mà cứ lên rồi gì lên rồi lại 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 chỉnh nhẹ rồi lại tiếp tục lên mạnh hơn đúng không ạ rất là khó để mà phân tích được những cái nhịp như thế này Đó, kể cả là mbs này cũng bùng nổ luôn phi ngày hôm qua tôi cũng đã thấy Phiên cuối atc nó kéo như thế này là thấy có điểm rồi hôm nay tiếp tục bùng nổ luôn quá là đẹp ORES cũng hôm nay cũng có một cái nhịp tăng nhưng mà tôi cũng thấy là nó hơi yếu nha hơi yếu nó cũng nó cũng thuộc dạng cái dạng bó cung ấy rồi SSI cũng vậy này khá là yếu rồi, volume tới tận hơn gần hơn 22 triệu nhưng mà lại không đánh được vượt được cái ngưỡng ở vùng 22, khá là yếu các anh chị ha. NHS cũng tương tự vậy, không đánh vượt được cái vùng 16. VCI, VCI này cũng tăng tương đối là ổn thôi nhưng mà lên đây gặp kháng cự thì có thể là sẽ uh, có chút gặp à? uh, uh, cản thì có chút điều chỉnh thôi nhé. VDS này thì uh, vuông thấp quá không chơi. Ok, chúng ta sẽ qua tiếp đến dòng uh, uh, thép đi ha. Dòng thép thì chúng ta sẽ có là HPG, hôm nay cũng bắt đầu là uh, lấy lại được cân bằng. Vẫn sẽ kỳ vọng là HPG nó tích lũy lại tiếp ở đây chứ thật sự nó 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 không có cái động lực hay là có cái thông tin tích cực gì để mà nó tăng cả các anh chị nhé. HSG nó cũng tương tự như vậy, hay Nam Kim nó cũng tương tự như vậy. Hạn chế, hạn chế chúng ta tham gia chứ dòng này ha. À. Rồi, uh, hôm nay có dòng uh, bán lẻ cũng tăng rất là mạnh ha. À. Hôm nay có dòng bán lẻ cũng tăng rất là mạnh, có FPT cũng tăng khá này. Rồi uh, World cũng tăng chân, à, nhưng mà cổ phiếu nó phục hồi lên từ vùng đáy này đúng đánh khiếp thật. Rồi FRT cũng tăng chân. À, rồi MySan hay là BLG cũng có những cái độ phục hồi nhất định. À, nhưng mà em không đánh giá cao dòng này, có bet cũng gần như tăng chân này. Đó. Rồi, à, còn nhóm nữa đó chính là nhóm vật nhóm xây dựng, à, HBC xây dựng bất động sản hôm nay cũng tăng trần, hôm nay đúng là có dòng tiền của HBC vào rất là mạnh nhé Đây, hút lại giá trần, rất là kinh khủng. Thì kỳ vọng một nhịp nó có thể lên được khoảng tầm là vùng 22, 23 thôi, 200 bớt cho tới vùng 23, các anh chị nhé Rồi, còn gì nữa không? À, để tôi xem nào. À, qua tới Vin 30 thì. À, À, sao nhà có gác này gác cũng kéo nha hồi nãy cũng nói rồi à, Nhưng mà chủ yếu là hôm nay cũng kéo một số nhưng mà cổ phiếu chủ tương đối là nhiều à, Thành ra là các anh chị chúng ta nào mà thật sự cầm tiền cũng đang rất là thiếu cái sự kiên nhẫn lắm rồi à, Thật sự Tuấn cũng cảm thấy là thiếu cái sự kiên nhẫn lắm rồi Nhưng mà sao chúng ta cần phải kiềm chế chúng ta hạn chế lại một chút xíu nữa Để mà có được những cái kết quả nó tốt đẹp hơn Nha các anh chị nha đừng có vội mừng mà mà cứ đu đu vào là lát hồi là nó lại nó break out giả một cái thôi thì lại ốm mỏ luôn nha yeah. rồi ok à, thì chắc uh, cái video của em ngày hôm nay tới đây là được uh, kết thúc nhá thì hẹn gặp lại các anh chị chúng ta ở những cái video tiếp theo nếu mà các anh chị chúng ta có câu hỏi riêng nào về các mã cổ phiếu cứ mạnh dạng nhắn tin với Tuấn qua cái uh, sổ Zalo Tuấn để ở đây Hoặc là để lại ở dưới phần uh, comment giúp À, Tuấn nga, Tuấn sẽ trả lời cho các anh chị chúng ta một cách rất là chi tiết và cụ thể. Hẹn gặp lại các anh chị chúng ta vào những cái uh, video tiếp theo. Hãy nhớ nhấn nút đăng ký kênh cũng như là subscribe để mà ủng hộ Tuấn nhiều hơn nhé. Cảm ơn các anh chị chúng ta rất là nhiều.